Chào tất cả các bạn nha. Ngày mới thành công cho sức khỏe nha các bạn. Hôm nay tiếp tục cắt tóc các bạn ơi. Bệnh ở Vũ Hán Trung Quốc đó các bạn chưa lắng xuống nha các bạn, cũng còn khá là nóng nha các bạn, nên các mặt hàng nông sản của mình nó không có giá các bạn ơi. Đối với cóc này cũng vậy các bạn ơi, thì nó tới lứa thì mình cũng cắt thôi, chứ bây giờ nữa không có chờ đợi được các bạn. Chờ đợi thì cóc nó già, nó quá lứa thì nó cũng khó bán các bạn ơi. Như các bạn bạn thấy cóc thái trái rất là sai luôn các bạn, chịu cành luôn mà không có giá các bạn ơi. Giá năm nay sao quá bèo luôn. Mỗi năm là lọt ra tháng này các bạn là 5-6 ngàn một ký cốc đó các bạn. Hôm nay là đóng băng luôn các bạn, không có giá cả gì trơn. Gặp tình trạng bị dịch bệnh ở Trung Quốc đó các bạn, thiệt là khổ. Các bạn ơi, nhưng mà mình cũng cắt chứ bỏ thì rất là ổn các bạn, tại vì cốc này mình không có chi phí, mình đầu tư mình không có nha các bạn, nên nó mình thấy nó rẻ mình hơi nổn, chứ thật ra chứ cũng không có lỗ lã gì các bạn ơi. Nhưng mà mình cắt thì mình cắt công nhà nữa các bạn, vì vợ chồng mình cắt là mình không có kêu công làm, nên mình cũng không có, cũng đỡ tốn cái vấn đề tiền công các bạn ơi. Nên 2.000 ký thì tính ra mình cắt thì mình xếp công làm lời các bạn ơi, nên cũng tính ra cũng không lỗ. Nó hơi cực chút thôi, tại vì công mình bỏ ra mà kết quả mình thu lại nó không được như ý muốn các bạn. Cực tính ra thì công nó cực, nhưng mà nó không có lỗ tiền các bạn ơi. Xong rồi các bạn ơi, bắt đầu lặt các bạn ơi. Nó không có giá gì trơn, nổn quá. Mà năm tháng này là 5-6 ngàn ký. Rồi, chán quá, buồn quá. Giữ con mướn cho con, cho thằng bạch cho con bả đó. Sao rồi, hô ổng bệnh sao không chở ổng đi nữa. Tống nó nói bả bỏ luôn rồi, không có chở đi đâu kìa. Con trai bả đâu? Ổng đâu? Hả? Con trai ổng đi làm cho ngờ, còn thằng Thành ở nhà đó đi vòng vòng đó. Đường Lộc, ấy rồi đó. Thằng Lộc đó thì nhà riêng tư lắm, sao không nào lo kìa không biết. Mấy người đó về khá không đó. Mấy đó giờ là con đi làm giờ khấm khá không á, nhà cửa đồ sửa sang đồ đầy đủ trong nhà trong đó. Mà sao phải không thấy người cha mẹ đau không lo tao ông gì chứ mà con sao? Qua cũng khá lên chứ bộ. Khá đó. Bắt cóc là... nha các bạn. Quá rẻ luôn. Mỗi năm là vào tháng này là cóc nó có giá như các bạn 5-6 ngàn luôn, mà năm nay là giá quá bèo các bạn ơi, thật là không hiểu nổi nữa. Nhiều cắt nhiều các bạn ơi, chứ không lẽ bỏ giờ này cắt khoảng 500 các bạn, 500-600 vậy. Mình
mình cắt lứa trong Tết, hy vọng ra Tết có giá mà cũng không có giá nữa các bạn ơi. Hôm nay mình điện dựa báo có 2 ca 1 ký, quá bèo luôn. Cũng phải cắt chứ không lẽ bỏ để nó ổn. Ôi, trái cây năm nay quá nổn rồi. Đài Loan hiện tại thì bữa ăn bữa không nha các bạn. Giá có 8 ca các bạn ơi, Đài Loan. Lon xanh 8 ca, lon vàng 9 ca. Mà bữa ăn bữa không nữa chứ không có ăn đều nữa. Hôm nay năm nhừng nữa, năm nhừng tháng hạn nó quá nắng luôn. Việc mình xử lý cho xoài ra hoa sớm đây cũng khó các bạn ơi. Rồi hôm nay mình làm video này chia sẻ các bạn nha, cảnh thu hoạch cóc và báo giá cóc cho các bạn. Nếu các bạn nào có trồng cóc thì các bạn nắm giá nha các bạn. Hôm nay thì giá cóc 2.000 ký đó các bạn. Rồi các bạn thấy video mình hữu ích thì đừng tiếc like, chia sẻ, đăng ký. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.